Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm một chút nhé. Trong video này thì em tiếp tục có mặt trong khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này, Biển Xanh giới thiệu và chia sẻ đến anh chị mình một lô đất cực kỳ là rẻ và đẹp anh chị nhé. Lô đất hướng Nam có diện tích là ngang 4, dài 17, tổng diện tích trên sổ là 68m², đất phun thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, xây dựng tự do. Lô đất hôm nay rất là đẹp, sáng, không lỗi phong thủy gì cả anh chị nhé. Vỉa hè trước đất rộng 2,5m, lòng đường nhựa là 6m chạy thông. Con đường này mình chạy thẳng 70m nữa là tới công viên khủng long. Và vị trí hôm nay thì cũng rất là sáng và đẹp, giá siêu rẻ chốt 1 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên anh chị nhé. 4 dài 17 giá chốt là 1 tỷ. Hiện tại chỉ cần so sánh trên cái block con đường này thôi thì lô này cũng đang rẻ hơn là 70. 4 dài 17 chỉ có 1 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên chọn gói. Quý anh chị xem được video này của em thấy nó phù hợp với tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn anh chị mình xem đất anh chị nhé. Lô đất hôm nay rất là rẻ đó anh chị mình mua được đó, bởi vì cái giá này nó cũng rất là vừa tài chính. Chỉ có 1 tỷ thôi chúng ta sở hữu được lô đất diện tích 4 dài 17 rồi, và nó gần công viên khủng long nữa, ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Sổ hồng riêng có sẵn, mình mua là công chứng sang tên ngay. Sổ sách pháp lý minh bạch rõ ràng anh chị nhé. Xây dựng là xây tự do. Dạ vâng, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.